Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này KTV xin chia sẻ cùng quý vị rút coin từ cái sàn BitMEX. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây KTV đã đăng nhập sẵn vào tài khoản của sàn BitMEX.com. KTV sẽ vào cái biểu tượng ví. Ok, thì ở đây KTV đang có USDT trên sàn BitMEX và KTV sẽ rút USDT khỏi cái sàn này. Đây là USDT mà KTV làm airdrop. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn BitMEX thì quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo đường link thì quý vị sẽ nhận được khuyến mại giảm phí giao dịch khi chơi trên cái sàn BitMEX. Thì ở những video trước, KTV cũng đã có một cái video thông tin về cái đồng coin BMEX. Nó vừa nít lên sàn ngày 11 tháng 11 năm 2022. Rồi bây giờ KTV sẽ chọn vào withdraw. Cái phần này KTV sẽ chọn USDT. Cái ô network ở đây BitMEX đang hỗ trợ các mạng lưới ETH, Tron và Tron. KTV sẽ chọn cái mạng lưới Tron. Rồi ô address KTV sẽ dán cái địa chỉ mà KTV muốn rút USDT về. Ô amount KTV sẽ chọn vào tất cả để rút. Phí rút là 1 USDT. Rồi chọn vào continue. Quý vị cần kiểm tra lại chính xác cái địa chỉ ví. Cái auto factor token, quý vị hãy nhập cái mã bảo mật 2FA. Rồi chọn vào submit withdraw. Thì ở đây nó sẽ thông báo cái thời gian bên sàn họ đang cập nhật dữ liệu. Thì quý vị có thể trở lại rút vào một cái thời điểm khác. Rồi, và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.